Hình đi. Thì đúng vào không hình đi à? Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn đang xem livestream hôm nay của shop Melinfa bên mình nhá. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn rất nhiều những cái mẫu áo len mà bên mình sẽ bán vào dịp thu đông năm nay. Rất là những mẫu len rất là mới và chất liệu len dệt kim rất mềm mại nhá bạn nhá. Trên tay mình đây là một mẫu áo len mã VA A0216 nhá. Mẫu áo len này có chất liệu len dệt kim rất là mềm mại, kiểu cổ tim nhá mọi người nhá. Đây mình quay cận chất cho mọi người xem này. Len dệt kim rất là mềm mại nhá cả nhà nhá. Áo len co giãn rất là tốt và free size từ 45 đến 60kg cho mọi người lựa chọn nhé. Áo len này thì có rất là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Trên tay mình đây là một mẫu màu lâu tút nhé cả nhà nhé. Ngoài ra áo còn có họa tiết, còn có màu là màu xanh lá này, màu trắng, màu vàng nghệ và màu đen nhé cả nhà nhé. Cả nhà tham khảo màu áo len này nhé. Tất cả những đơn hàng mà phát sinh trên livestream của shop bên mình sẽ đều được tặng một cái voucher 20k nhé cả nhà nhé. Cả nhà lưu lại cái voucher 20k để có thể đặt mua cái mẫu áo len này bên mình nhé. Áo len rất là đẹp nhé cả nhà nhé. Mọi người có thể xem này. Free size từ 45 đến 60kg nhé. Mẫu áo len này chất len này, mọi người xem này, mềm mại. Ok. Mọi người ơi, nếu như mọi người cần thêm tư vấn về sản phẩm thì hãy kích vào trong giỏ hàng ghi bên dưới để có thể chat với shop, để shop có thể tư vấn với các bạn nhiều hơn nữa nhé bạn nhé. Các bạn hãy like và chia sẻ cái livestream này đến với nhiều bạn bè của mình hơn để có thể là mua những cái sản phẩm áo len rất là chất lượng mà giá rất là phải chăng nhé cả nhà nhé. Năm nay thấy nói là mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm và nó sẽ kéo dài hơn đến sớm ấy. Nên mọi người tranh thủ chốt đơn đầu mùa thì sẽ mua được những mẫu áo len mềm mịn và giá rất là phải chăng nhé cả nhà nhá. Cái màu lotus này rất là đẹp và gần như là một cái màu mà bên mình bán chạy nhất trong cái sản phẩm A0216 này của bên mình nhá mọi người nhá. Cái phần nó có cái phần xẻ vạt này. Phần rẻ vạt và cái phần phía trước nó sẽ ngắn hơn so với cái phần tài phía sau nhé mọi người nhé. Chất len rất là mềm nhé mọi người ơi, chất len rất là mềm mại như này ạ. Mã áo là A0216 nhé cả nhà nhé. Mọi người tham khảo mẫu áo len này bên mình nha. Bây giờ mình sẽ lên tiếp một cái mẫu áo len nữa mà bên mình đang có bán, một mẫu áo len cổ tim nhé cả nhà nhé. Trên tay mình đây là một chiếc mẫu áo len cổ tim kiểu len sọc, len ống như này nhé cả nhà nhé. Rất là co giãn này. Trên video thì thấy nó có vẻ hơi đậm hơn, nhưng ở ngoài màu nó nhạt nhạt hơn. Nó kiểu xanh ngọc nhé cả nhà nhé. Nó kiểu xanh ngọc nhé cả nhà nhé. Để quay một vòng đi em. Mọi người ơi, cái phần cổ của nó này, cái phần cổ tim này, phần cổ tim len sọc này, áo có xẻ tà này. Áo này cũng free size từ 45 đến 60kg nhé mọi người nhé. Kiểu dáng basic rất là dễ mặc đấy ạ. Áo này bên mình hiện tại có 7 màu. Có màu hồng này, màu vàng này, màu đen, màu trắng. Màu mình đang giơ đây là màu xanh nhá, có một màu xanh đậm nữa. Và màu apricot là cái màu mơ đấy ạ. Màu mơ là kiểu như là màu be đậm đấy mọi người. Chất len rất là mềm mại cho mọi người nha. Kiểu dáng rất là basic, dễ mặc. Mùa đông mọi người có thể khoác một chiếc áo len này, mặc cái quần jean hoặc là mọi người mặc với chân váy ấy, thì nó rất là đẹp và nó trẻ trung mọi người nhá. Áo len này free size từ 45 đến 60kg. Và thực sự là cái mẫu này mọi lứa tuổi đều có thể mặc được nhé mọi người nhé. Từ các bạn trẻ, sinh viên đến phụ nữ khoảng 35-40 hoặc là đến 50 vẫn có thể mặc được nhé mọi người nhé. Ok, mọi người ơi, nếu mọi người cần tư vấn thêm về cái mẫu áo len
Nếu mọi người cần tư vấn thêm về mẫu áo len mình vừa rồi là mã A0208 ấy thì mọi người hãy kích vào trong giỏ hàng, sau đó chat với shop bên mình nhá. Chat với shop bên mình để bên mình có thể tư vấn thêm cho các bạn về màu sắc, size hoặc là mọi người cần tư vấn thêm gì thì hãy cho vào giỏ hàng sản phẩm và nhắn tin về shop nhé mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên một mẫu áo len tiếp theo, đó là một mẫu áo len cổ 5 phân. Cổ 5 phân nhé mọi người nhá. Chất len rất là mềm mại như này mọi người nhá. Áo này bên mình hiện cũng có về cho size đến 70 kg cả nhà nhá. Áo len này có size từ 45 đến 70 kg mọi người nhá. Chất len rất là mềm mại này, mọi người có thể quan sát thấy này, chất len rất là mềm mại. Nào em giơ xa thì cho mọi người xem dáng này. Kiểu dáng rất là basic và dễ mặc, cổ thì 5 phân nhá mọi người nhá. Cổ thì 5 phân. Mã của áo len này bên mình là VAA0325 mọi người nhá, VAA0325 ạ. Mẫu này cổ 5 phân. Và chất len rất là mềm mại này, phần phần tay bo này chất len rất là mềm mại, bo gấu bên dưới nữa, phần cổ cao 5 phân và nó có kiểu như là cái phần cổ nó hơi trang trí, cái phần len nó lơ lơ như này thì mọi người nhớ mặc lên rất là xinh ạ. Dáng thụng không kén dáng mọi người nhá. Áo này có size từ 45 đến 70 kg nhá. Mọi người có thể yên tâm chọn size. Nếu cần tư vấn thêm về mẫu áo len VAA0325 này thì mọi người hãy chat với shop bên mình để bên mình có thể tư vấn cho các bạn chọn màu và size nhé cả nhà nhé. Alo. Nhận gì anh? À có hàng giao hả anh? Vâng. Thật đấy nhá. Liên ơi, xuống nhận hộp tờ đơn hàng này Liên ơi. Ok cả nhà ơi, bây giờ shop sẽ lên tiếp một mẫu áo len. Áo len cổ tròn cho mọi người tham khảo nhé. Mẫu áo len này có size từ 45 đến 70 kg. Kiểu dáng basic cổ tròn như này nhé cả nhà nhé. Chất len dệt kim rất là mềm mại ạ. Mọi người ơi, shop cam kết hàng giống như video mô tả nhé mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Trên livestream bên mình là quay cận chất cho mọi người xem. Ngoài ra các sản phẩm bên mình đều có video để mọi người tham khảo thêm những màu sắc khác nữa. Thế nên là mọi người cho sản phẩm vào trong giỏ hàng, sau đó thì xem video shop quay cận chất. Và nếu cần tư vấn thêm gì thì hãy nhắn tin với shop nhé mọi người nhé. Áo len này thì có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn nhé. Mọi người ơi, áo len thì có đến tận 12 màu cho các bạn lựa chọn cơ ạ. Có đến 12 màu cho các bạn lựa chọn nhé mọi người nhá. Có màu hồng này, trắng này, hồng cam này, màu be, màu tím, màu vàng, màu đỏ đô, màu xanh dương nhé mọi người nhá. Có rất là nhiều màu, tổng cộng là có 12 màu tất cả nhé mọi người nhá. Và có size từ 45 đến 70 kg mọi người ạ. Chất len rất là mềm mại. Chất len nó mỏng vừa phải nhé mọi người nhé. Mỏng vừa phải tức là mình mặc thời tiết mùa thu rất là phù hợp. Mùa thu, còn mùa đông thì mình sẽ mặc bên trong, sau đó mặc áo khoác bên ngoài là ok ạ. Còn các bạn trong miền Nam thì cũng có thể mặc chiếc áo len này vào những ngày se lạnh nhé mọi người nhé. Đây ạ, chất len rất là dễ mặc, kiểu suông rộng, không kén dáng chút nào mọi người nhé. Rất là dễ mặc đối với chiếc áo len này nhé. Chiếc áo len này bên mình cũng bán được mấy trăm chiếc rồi. Phản hồi của khách hàng rất là tích cực, chủ yếu là 5 sao nhé mọi người nhé. Thế nên mọi người có thể yên tâm để mua chiếc áo len này bên mình nha. Ok
bây giờ lên mẹ ơi. Mọi người ơi, shop tiếp tục lên cho mọi người một mẫu áo len cổ lọ nhé mọi người nhé. Áo len cổ lọ nhé. Áo len cổ lọ bên mình mã VA 0258 nhé mọi người nhé. Cũng chất len dệt kim mềm mại và nó dày hơn cái mẫu A0259 một chút. Dày hơn một chút và nó cổ lọ như này nhé mọi người nhé. Alo. Áo len cổ lọ như này mọi người nhá. Mọi người có thể mặc cái áo này ở trong áo măng tô này, ở trong áo khoác dạ, hoặc là mặc trong vest rất là đẹp nhá mọi người nhá. Cái màu mình đang dơ lên là cái màu hồng cam cho mọi người chọn này. Cái phần cổ này rất là hay ở chỗ đó là nó làm ống cổ cao lên và không bị bo ở cổ. Thế nên mặc nó vẫn có độ thoải mái và nó sẽ có độ xõa xuống như này. Vẫn đảm bảo giữ ấm cho các bạn mà khi ăn uống hay sinh hoạt gì đó thì nó không bị bít ở cổ nên là rất là thoải mái nhá. Áo này cũng có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn đấy ạ. Cái màu mình đang dơ là màu hồng cam nhé cả nhà nhé. Màu mình đang dơ là màu hồng cam đấy ạ. Cứ gọi Nam cho chắc đi cậu. Có áo này có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nhá cả nhà nhá. Màu mình đang dơ đây là màu hồng cam đấy ạ. Phần phía dưới là bo gấu len này, len rất là mềm mại nhá mọi người nhá. Phần ống tay đấy ạ. Mẫu này bên mình có rất là nhiều màu. Mẫu này có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, nếu mọi người có yêu thích sản phẩm này thì hãy cho vào giỏ hàng. Sau đó thì lưu lại cái voucher 20k. Khi xem trên live bên mình đều có một voucher riêng để cho mọi người có thể mua hàng và chốt đơn. Để mọi người quen mua việc trên live của bên mình nhé mọi người nhé. Shop sẽ lên tiếp một mẫu áo len của bên mình nữa. Đó là một mẫu áo len cổ tim, chất liệu len dệt kim rất là dày dặn và nó kiểu đan như này nhé mọi người nhé. Đan sọc như này nhé mọi người nhé. Áo len khá là dày nhé. Ví dụ hôm nào thời tiết rất là lạnh, mọi người có thể mặc chiếc áo len này thì cũng đảm bảo giữ ấm cho mọi người nhé. Nó lại là kiểu thụng này, cái kiểu tay đèn lồng nhé mọi người nhé. Tay áo kiểu đèn lồng như này nhé mọi người nhé. Áo này bên mình đang có 4 màu cho mọi người lựa chọn. Đó là màu xanh. Xanh mình đang dơ trên màn hình đấy ạ. Ok này, màu hồng cam này, màu trắng và màu khaki nhé cả nhà nhé. Áo này thì free size từ 45 đến khoảng 65kg mặc vừa nhé mọi người nhé. Chỉ có size đến 65kg thôi. Chất đen rất là đẹp và bên mình bán cũng được khoảng mấy trăm chiếc rồi. Rất là đẹp nhé mọi người nhé. Mọi người yên tâm có thể mua cái mẫu này bên mình với cái chất lượng và giá cả rất là phù hợp cho mọi người nhé mọi người ơi. Mọi người hãy cho sản phẩm này vào trong giỏ hàng nhá. Và lưu thêm cái voucher của bên mình nhá. Voucher 20k đấy ạ. Bây giờ mình sẽ lên tiếp một mẫu áo len nữa cho mọi người tham khảo nhá. Đó là một mẫu áo len cộc tay cổ tròn nhá mọi người nhá. Áo này bên mình cũng có size từ 45 đến 70kg ạ. Phần cổ tròn đây mọi người nhá. Chất len dệt kim đây ạ. Rất là mềm mại và co giãn nhá mọi người nhá. Mặc rất là thoải mái luôn. Mẫu áo này mình cũng có thể là mặc ở ngoài, mặc với quần jean chân váy, hoặc là mùa xe lạnh hơn thì mình khoác áo măng tô ở ngoài, áo dạ
thì nó cũng hoàn thiện cho tổng thể của mọi người nhá. Áo len thì nó cũng là một cái item rất là phổ biến, rất là được mọi người yêu thích vào mùa đông và mùa se lạnh nhé mọi người nhá. Nó màu sắc rất là đa dạng này, tươi trẻ hoặc là cũng có những cái màu sắc rất là thanh lịch cho mọi người lựa chọn nhé mọi người nhá. Phần bên dưới nó cũng có một chút bo gấu như này nhé mọi người nhá. Áo len này bên mình cũng có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nhé mọi người nhá. Cái màu mình đang dơ lên áo len này, cộc tay này bên mình có 8 màu nhá. Cái màu mình đang dơ là mã M03 màu xám nhá mọi người nhá. Áo này mã của bên mình là áo len cộc tay bên mình mã là VAA 0316 nhá mọi người nhá. 0316 nhá, nó có 8 màu tất cả mọi người ạ. Áo này có 8 màu. Có màu hồng này, màu xám này. Hồng mà màu xám này, màu tím này, màu xanh lá, màu đen, màu camo, màu be và màu xanh dương nhé mọi người nhớ. Màu sắc rất là đa dạng cho mọi người lựa chọn, cũng có màu sắc những màu sắc trẻ trung, cũng có những màu sắc kiểu nhã nhặn trung tính hơn để cho mọi người lựa chọn nhé. Đối với những cái sản phẩm áo len mà có thiết kế basic như này thì mọi lứa tuổi đều có thể mặc được. Mọi người vấn đề là mọi người thích màu nào để mọi người mua thôi nhé mọi người nhé. Còn rất là dễ mặc cho mọi người chọn đấy ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lên tiếp cho mọi người một mẫu áo len tiếp theo. Mình sẽ lên một mẫu áo len cổ tim. Bên mình bán từ năm ngoái mọi người ạ. Mà nó vẫn chưa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi người ai cũng yêu thích mẫu này. Bên mình bán khoảng hơn 1.000 áo len này rồi mọi người ơi. Bên mình bán hơn 1.000 mẫu áo len này bên này rồi. Chất len dệt kim rất là mềm mại nhé mọi người nhé, cổ tim. Áo này có size từ 45 đến 70 kg nhé. Năm nay mình mới về thêm size to. Mọi năm thì chỉ mọi năm ngoái, bắt đầu bán từ năm ngoái thì nó chỉ có size đến 60 thôi, nhưng năm nay mình về size đến 70 kg cho mọi người lựa chọn nhé mọi người nhé. Áo này cũng có rất là nhiều màu sắc đa dạng cho mọi người chọn đấy ạ. Cổ tim này, nên dệt kim phần dưới bo gấu như này nhé mọi người nhé. Phần dưới bo gấu này. Tay, phần tay này mọi người nhìn này, mọi người cái nhìn cái chất liệu len này, may nó rất là hoàn thiện, không có chỉ thừa. Và cái phần tay áo, phần bo rất là đẹp nhé mọi người nhé. Mà áo này bên mình đang bán chỉ với giá 139.000 thôi mọi người ơi. Ngoài ra mua hàng trên Nai bên mình còn có cái mã giảm giá 20k nữa mọi người nhá. Mọi người có thể tham khảo mã giảm giá 20k để mọi người lưu vào và đặt mua giúp shop nhá. Áo này bên mình có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Cái màu mình đang dơ lên đây nào, đó là màu hồng nhá mọi người nhá. Ngoài ra các cái màu phổ biến khác bên mình đang bán chạy nữa nào, đó là màu xanh này, màu camo, màu vàng camo, màu be, màu tím, màu vàng như mọi người nhé. Rất là nhiều màu, mọi người có thể kích vào trong giỏ hàng shop đang ghi ở bên dưới để mọi người xem thêm màu sắc cho vào giỏ hàng và cho vào giỏ hàng và lưu voucher nhé mọi người nhé. Những đợt sale lớn của shop bên mình thì cũng có giảm thêm cho mọi người, vậy nên là mọi người cứ cho vào giỏ hàng để khi nào shop có chương trình khuyến mại đặc biệt thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo để mọi người có thể đặt mua hàng nhé mọi người nhé. Ok chưa ạ? Mọi người ơi, nếu mọi người có quan tâm gì đến sản phẩm của shop thì hãy nhắn tin ngay cho shop nhá, để shop có thể tư vấn cho các bạn nhé mọi người nhá. Chiếc áo len này rất là đẹp nhé mọi người nhá. Cũng có nhiều khách hàng thắc mắc là hỏi là mặc những cái áo len này có dễ bị bai nhão hay không ấy. Thì thực tế là mình cũng lấy một chiếc áo màu vàng camo mình mặc thì cũng 2 năm rồi, giặt máy liên tục, áo vẫn giữ form, không bị xù và vẫn rất là đẹp nhé mọi người nhá. Để một buổi live nào đấy mình sẽ mặc lên cho mọi người xem chiếc áo đó mình mặc từ năm ngoái đến bây giờ nó như thế nào nhé mọi người nhé. Nó vẫn rất là đẹp, hôm nay mình quên không cầm mang đi. Nên mọi người có thể yên tâm nhé mọi người nhé, chiếc áo len này rất là đẹp.
Mọi người ơi, shop sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu áo len ba lỗ nha mọi người nhá. Mọi người hãy ở lại đến cuối livestream của bên mình có thể xem được gần như hết toàn bộ những mẫu áo len của bên mình. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu hết đến mọi người nhé mọi người nhé. Mọi người ở lại đến cuối live và cho các sản phẩm vào trong giỏ hàng và lưu voucher 20k lại giúp shop nhé. Mọi người ơi, shop sẽ giới thiệu mọi người một mẫu áo len ba lỗ cổ tim như này nhé mọi người nhé. Chất len dệt kim rất là mềm mại này mọi người này. Ok. Phía sau mình là bằng một bạn bạn mannequin, bạn đang mặc cái áo len màu xanh đấy ạ. Mọi người có thể kết hợp với áo len này với áo khoác cardigan ở ngoài nhé mọi người nhé, hoặc là mặc áo sơ mi ở ngoài cũng được. Rất là đẹp nha mọi người nhé, chất len dệt kim mềm mại này, cổ tim nhé mọi người nhé, chất len dệt kim mềm mại cổ tim như này nhé mọi người nhé. Áo này bên mình đang bán free size từ 45 đến 60 kg mặc vừa nhé mọi người nhé. Từ 45 đến 60 kg mặc vừa đấy ạ. Đây áo co giãn rất là tốt này. Áo này bên mình có rất là nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn đấy ạ. Còn cái mẫu mình đang dơ lên mọi người đây là màu hồng cam nhé mọi người nhé. Bởi mọi người nhìn này, cái phần vạt áo này, phần mặt áo may cũng rất là cẩn thận và hoàn thiện cho mọi người này. Mọi người nhìn này, không kém gì một chiếc áo len hàng hiệu mọi người ơi, không kém gì một chiếc áo len hàng hiệu mà giá lại rất là bình dân và dễ mua. Phương châm bên mình là bán những cái sản phẩm áo và váy chất lượng rất là tốt nhưng mà giá thành rất là cạnh tranh, rất là dễ mua cho mọi người. Mọi người ai cũng có thể mua được những sản phẩm chất lượng mà giá phải chăng nhé mọi người nhá. Đây mặc rất là xinh luôn mọi người này. Từ 45 đến 60 kg mặc vừa nhé mọi người nhá. Mẫu này có nhiều màu lắm, có màu xám này, màu hồng cam mình đang dơ này, màu vàng cam màu này, màu xanh dương giống như mannequin đang mặc đấy ạ. Mọi người hãy kích vào giỏ hàng và xem thêm các màu giúp shop nhá, xem thêm các màu giúp shop và lưu thêm cái voucher 20k nhé mọi người nhá. Rồi sale shop sẽ lên tiếp một mẫu áo len cổ tròn rất là khá là dày dặn, mọi người có thể mặc trong mùa thu đông năm nay nhé mọi người nhá. Chất len rất là đẹp này. Áo này free size từ 45 đến 60 kg nhé mọi người nhé. Co giãn tốt, đàn hồi lại, có khả năng đàn hồi lại nhé. Phần có cái phần vạt dưới bao gấu như này nhé mọi người nhé. Mùa đông mà có lạnh thì mọi người chỉ cần mặc áo len này với áo khoác măng tô, áo dạ hoặc áo phao ở ngoài là đã đủ ấm rồi. Áo này bên mình đang bán với giá 169.000 thôi nhé mọi người nhé. Chất liệu rất là đẹp, mềm mại, co giãn mà giá rất là phải chăng cho mọi người. Ngoài ra nếu như mọi người mua hàng ở trên livestream thì sẽ được tặng một cái voucher 20k để mọi người mua hàng nhé mọi người nhé. Áo này bên mình có màu, đây màu mình đang dơ là màu đỏ gạch này. Bên mình còn có màu trắng này, màu xanh rêu và màu vàng cho mọi người nhé. Có 4 màu cho mọi người lựa chọn nhé. Mọi người ơi, mọi người hãy nhanh tay cho sản phẩm này vào trong giỏ hàng và lưu voucher nhé. Và các ngày sale trong tháng bên mình đều có giảm giá thêm cho mọi người nữa. Vì vậy mà mọi người hãy lưu sản phẩm vào trong giỏ hàng để lúc nào mình chốt đơn thì nếu mà vào những đợt sale mọi người muốn mua thì mọi người sẽ nhận được thông báo để mọi người chốt đơn hàng nhé mọi người nhé. Rồi shop sẽ lên thêm một mẫu áo len nữa cho mọi người lựa chọn, đó là cái kiểu áo len sọc ngang à, kẻ ngang đúng không, gọi là kẻ ngang đúng không, áo len kẻ ngang nhá. Áo len này kiểu dạng lưới dập lỗ như này mọi người nhá, dạng lưới dập lỗ như này nhá mọi người nhá. Cổ tròn xếp lên dọc như này trông rất là trẻ trung này, cũng co giãn tốt nhá mọi người nhá. Phần dập lưới như này thì nó cũng đảm bảo cho mọi người là nếu như mặc mùa thu rất là phù hợp nhé mọi người nhé. Mặc mùa thu thì nó không bị quá nóng. Nếu mà mùa đông thì mình chỉ cần mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong hoặc là một chiếc áo hai dây bên trong thì vẫn đảm bảo là ấm cho mọi người nhé. Áo này bên mình free size từ 45 đến 60 kg nhé mọi người nhé. Áo có hai màu, cái màu mình đang dơ lên là màu kẻ ngang be xanh.
Bên mình còn một màu nữa là màu kẻ ngang cam xanh nữa mọi người nhé. Mọi người có thể cho sản phẩm vào trong giỏ hàng và lưu thêm voucher 20k giúp mình nha. Ok ạ, mình sẽ lên thêm một mẫu áo len nữa cho mọi người. Mẫu áo len này của bên mình là mã VAA0213 nhé mọi người nhé. Nó kiểu len nên sọc ống này nha mọi người nhé. Co giãn rất là tốt này. Phần phía trước ngực thì trang trí may 4 hàng cúc như này. Và có hai túi giả hai bên nhé mọi người nhé. Kiểu áo len này là mình mặc sẽ ôm sát form người của mình ấy. Áo này bên mình cũng free size đến khoảng 5-58kg nhé mọi người nhé. Từ 40 đến khoảng 58kg nhé mọi người nhé. Chất len rất là mềm mại cho mọi người. Áo này bên mình có màu mình đang dơ là màu khaki nhé. Ngoài ra bên mình có màu xanh cốm, màu hồng, màu đen và màu trắng nhé mọi người nhé. Mọi người hãy cho sản phẩm này vào trong giỏ hàng và lưu voucher giúp shop nhé mọi người ơi. Chất len rất là đẹp nhé mọi người ạ. Len sọc ống này trông nó cũng nó kiểu giúp cho người mình nó gọn hơn đấy mọi người. Len sọc như này là giúp cho người mình cảm giác gọn gàng hơn đấy. Ok, mình sẽ lên tiếp cho mọi người. Mọi người ơi, nếu mọi người cần tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy cho vào giỏ hàng, sau đó bấm chat với shop để bên mình có thể tư vấn thêm cho mọi người nhá. Tại vì ở trên line này mình không thể tư vấn hết được. Thế nên là có bạn nào cần tư vấn gì thì cứ chat với shop nhá. Shop mình tư vấn cho mọi người luôn đấy ạ. Rồi mình sẽ lên tiếp một mẫu áo len cổ tim tay lỡ cho mọi người nhá. Đây, tay lỡ đấy ạ. Mẫu len này này bên mình cũng có size từ 45 đến 70kg luôn cả nhà nhé. Có size to đến 70kg đấy ạ. Áo len bo gấu này, dáng thụng, dáng thụng như này nhé mọi người nhé. Cộc tay, cộc tay mềm mại nhé mọi người nhé. Cổ tim rất là đẹp mọi người ơi. Áo này bên mình cũng có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn. Cái màu mình đang dơ ở đây là màu xanh nhé mọi người nhé. Ngoài ra nó còn có màu xanh dương này, màu camo, xám, màu đỏ, màu be và màu hồng, màu vàng nhé mọi người nhé. Nếu mọi người yêu thích sản phẩm nào, màu nào thì mọi người hãy cho vào giỏ hàng và lưu thêm voucher 20k nhé. Nếu cần tư vấn thêm thì hãy nhắn tin với shop để shop mình có thể tư vấn cho mọi người nhé. Ok, mình đã giới thiệu gần như là hết các sản phẩm áo len của shop bên mình rồi ấy. Thì bạn nào cần tư vấn thêm về áo len thì và các sản phẩm khác đang được bày bán trên gian hàng shop Melinfa bên mình ấy thì hãy nhắn tin cho shop mình nhá, để shop mình có thể tư vấn và phục vụ các bạn nhá mọi người ơi. Xin chào các bạn nhá.